Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay Moan có một món quà hết sức là đặc biệt dành tặng cho tất cả chị em phụ nữ nhân dịp ngày 20 tháng 10 năm 2018, ngày phụ nữ Việt Nam. Đây như là một lời nhắn nhủ, động viên, chia sẻ đối với một số chị em có cuộc sống éo le, chẳng may có một tình yêu cũng như mình mong muốn. Sau ca khúc này, hy vọng anh chị sẽ rút ra được bài học kinh nghiệm để đời trong cuộc sống của mình. Ca khúc có tựa đề Bạn Na Khả Chan, có nghĩa là chừa hoang. Mời các anh chị cùng thưởng thức.